Chào mừng bạn đã đến với video thứ 7 trong series video hướng dẫn về giao diện Flashsum trên hệ thống iRoot. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo bài viết và tạo trang phục vụ cho việc tạo giao diện cho website. Để làm được điều này, trước tiên bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn. Để thêm bài viết thì bạn hãy tập trung vào phần bài viết và tương tự như vậy với phần trang. Thì để tạo bài viết, trước tiên bạn hãy tạo chuyên mục cho bài viết trước. Phần chuyên mục là phần để gói những cái bài viết có cùng cái nội dung lại với nhau. Ở đây bạn hãy kích vào phần bài viết và chọn chuyên mục. Ví dụ mình sẽ tạo một chuyên mục tên là tin tức. Mình chỉ viết phần tên chuyên mục vào đây và nhấn Enter. Là chuyên mục đã được tạo. Mình sẽ tạo thêm một chuyên mục nữa là hướng dẫn. Sau khi tạo xong các chuyên mục ở đây, bạn hãy kích vào phần viết bài mới để có thể thêm bài viết. Thêm bài viết thì trước tiên bạn hãy nhập cái thẻ tiêu đề cho bài viết. Ở đây thẻ tiêu đề mình cần viết ngắn gọn và hấp dẫn người đọc. Ví dụ ở đây mình sẽ viết là hướng dẫn viết bài lên hệ thống. iGroup. Rồi. Ở phần nội dung này thì bạn cần viết nội dung sao cho dễ đọc, dễ hiểu và nó nên chứa những cái câu chữ hình ảnh sao cho nó phù hợp. Ở phần nội dung này sẽ có hai phần. Nội dung chữ viết thì bạn hãy sử dụng bàn phím và các cái nút định dạng đây. Phần thứ hai là phần nội dung về media thì bạn hãy sử dụng phần thêm media ở đây. Thêm hình ảnh thì bạn có thể sử dụng trực tiếp hình ảnh trên trong thư viện hoặc là tải tập tin lên. Để thêm video thì bạn hãy kích vào phần chèn từ URL và chèn video YouTube vào đây. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cách là copy các bài viết từ trang web khác rồi chỉnh sửa để sao cho nó phù hợp với website của mình. Sau khi viết xong phần tiêu đề và phần nội dung, bạn hãy kéo xuống phần bên dưới ở thanh bên phải này. Ở phần chuyên mục, bạn cần chọn chuyên mục cho bài viết để khách hàng của bạn, người đọc của bạn có thể tìm kiếm bài viết một cách dễ nhất. Ở đây là một bài viết hướng dẫn nên mình sẽ chọn chuyên mục là hướng dẫn. Một phần nữa bạn cần chú ý đó là phần ảnh tiêu biểu. Phần ảnh tiêu biểu này chính là phần hiển thị ra bên ngoài trang chủ của website. Cho nên bạn muốn có một website đẹp, bạn cần chọn một cái ảnh tiêu biểu sao cho nó phù hợp với website nhất và nó bắt mắt nhất ở đây. Ví dụ mình sẽ chọn một cái hình ảnh có sẵn như này. Sau khi xong tất cả các bước trên, bạn hãy kích vào đăng bài viết. Và bạn có thể xem lại bài viết của bạn ở đây. Kích vào phần xem lại bài viết. Đó. Khác với bài viết thì phần trang nó là những cái bài viết riêng lẻ và nó chỉ có một bài duy nhất trên một website và nó không có những cái bài viết tương tự và nó sẽ không cần phải phân thành các chuyên mục. Thì để thêm trang bạn hãy kích vào phần trang và phần kích vào phần thêm trang mới. Ở trên website của bạn thì thường cái bài viết về giới thiệu hoặc là liên hệ hoặc là một vài bài viết khác mà bạn ít thay đổi thì bạn sẽ sử dụng vào phần trang này. Ví dụ phần giới thiệu nó chỉ có một bài giới thiệu thôi. Đó. Bạn cũng nhập tiêu đề, nhập nội dung. Và ở đây bạn chỉ cần nhập tiêu đề và nội dung, bạn không cần thêm phần chuyên mục hay là ảnh tiêu biểu như phần bài viết. Sau khi thêm xong hai phần này, bạn kích vào đăng bài viết. Vậy là bạn đã tạo xong bài viết và trang. Thì tương tự như các bài viết khác, những các trang khác hay những chuyên mục khác, bạn cũng sẽ làm như vậy. Để hoàn thiện website một cách tốt nhất thì bạn hãy xem các bài hướng dẫn về sau. Chúc bạn thành công.